Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung, tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung nhảy xa. Về tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử hình thành và luật của môn nhảy xa, tìm hiểu về kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về lịch sử hình thành cũng như là luật của môn nhảy xa. Về lịch sử hình thành, các bài tập nhảy xa đã được loài người sử dụng từ thời cổ Hy Lạp. Song, lịch sử của môn nhảy xa được ghi nhận vào năm 1851. Môn nhảy xa được đưa vào chương trình giảng dạy và thi đấu ở các trường đại học ở nước Anh. Năm 1880 đến 1890, môn nhảy xa phát triển mạnh ở nhiều nước như là Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Thụy Điển, Na Uy. Năm 1896, với việc khôi phục truyền thống Đại hội Thể thao Olympic Athens Hy Lạp, môn nhảy xa đã trở thành nội dung chủ yếu trong chương trình thi đấu của các Đại hội Thể thao Olympic. Về luật của môn nhảy xa, thì luật của môn nhảy xa được áp dụng cho tất cả những cuộc thi nhảy xa trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Kích thước của hố nhảy có chiều dài là 10m, chiều rộng từ 2m75 cho đến 3m. Kích thước của đường chạy dao động từ 40 đến 45m và chiều rộng là 1m25. Về luật thi đấu, thì từ khi trọng tài gọi tên cho đến khi vận động viên bắt đầu nhảy, thời gian không được kéo dài quá 1,5 phút. Khi trọng tài đưa cờ trắng lên thì vận động viên bắt đầu nhảy, nếu đưa cờ đỏ là tạm ngừng. Trong tất cả các cuộc thi nhảy xa, trừ thi đấu đoàn đội, nếu có từ 8 vận động viên trở xuống thì mỗi vận động viên được nhảy và tính điểm 6 lần, lấy thành tích cao nhất trong 6 lần nhảy đó để xếp thứ hạng. Nếu có từ 8 vận động viên trở lên thì phải cho thi đấu loại. Trong thi đấu loại, mỗi vận động viên được nhảy 3 lần. 8 vận động viên có thành tích cao nhất được vào chung kết. Và vào chung kết, mỗi vận động viên sẽ tiếp tục nhảy thêm 3 lần nữa, lấy thành tích cao nhất trong 6 lần của 2 vòng để xếp thứ hạng. Ở nội dung thi đấu đồng đội thì mỗi vận động viên chỉ được nhảy 3 lần, tính theo thành tích cao nhất. Trong khi thi đấu, vận động viên có quyền bỏ một vài lần nhảy của mình. Nếu thi đấu tạm ngừng vì thời tiết hay là vì một nguyên nhân nào khác, không phải do trọng tài hoặc là do vận động viên gây nên, thì hoãn thi đấu trong vài giờ hoặc chuyển sang ngày và địa điểm khác. Vận động viên nhảy xa giảm nhảy bằng một chân và tiếp đất bằng hai chân. Vận động viên chỉ được quyền giảm nhảy trên ván dặm hay là trên đường chạy. Nếu giảm nhảy chạm vạch kiểm tra ngoài ván dặm hoặc khi nhảy xong đi ngược lại trong hố thì xem như phạm luật và thành tích đó không công nhận. Thành tích của môn nhảy xa được xác định từ mép vạch kiểm tra sát ván dặm cho đến điểm rơi gần nhất của bất cứ bộ phận nào của cơ thể. Thước dây phải đặt thẳng vuông góc với vạch kiểm tra. Thành tích được xác định bằng đơn vị cm. Và sau đây là một số kỷ lục nhảy xa của thế giới và của Việt Nam. Kỷ lục nhảy xa của thế giới, nam thuộc về vận động viên người Mỹ Mickey Power với thành tích là 8m95, được xác lập vào năm 1991. Nữ thuộc về vận động viên người Đức Helen Ritter với thành tích 7m74, được xác lập vào năm 1994. Về kỷ lục nhảy xa ở Việt Nam, nam thuộc về Bùi Văn Đông với thành tích 7m89. Thành tích này giúp cho Bùi Văn Đông giành huy chương vàng tại SEA Games 28. Nữ thuộc về Bùi Thị Thu Thảo với thành tích 6m68. Thành tích này giúp cho Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng tại SEA Games 29. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là một số kỹ thuật nhảy xa. Thì nhảy xa, chúng ta có các kỹ thuật sau: kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi, kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân, kỹ thuật nhảy xa kiểu cắt kéo. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một kỹ thuật cơ bản trong nội dung nhảy xa, đó là kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi bao gồm 4 giai đoạn: giai đoạn chạy đà, giai đoạn dặm nhảy, giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Đầu tiên, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn chạy đà.
Giai đoạn chạy đà được tính từ lúc chạy cho đến khi đặt chân vào bán dặm. Các em cần tạo ra được một tốc độ tối đa trước khi dặm nhảy để đặt chân vào bán dặm cho chính xác. Và một phần quan trọng không kém đó là cách đo đà và cự ly chạy đà. Đo đà, các em thực hiện bằng cách đứng trên bán dặm, các em sẽ đo về vạch xuất phát. Các em hãy nhớ rằng một bước đà sẽ bằng hai bước đi thường của các em. Và bạn nào chạy đà là số lẻ thì chân dặm của các em đặt ở phía sau khi đứng ở tư thế chuẩn bị, còn đà là số chẵn thì ta đặt chân ngược lại. Cách chạy đà thì các em có thể chạy đà bằng cách là chạy đà tăng dần đều hoặc là chạy đà nhanh ngay từ đầu và cố gắng tăng tốc ở những bước đà cuối. Sau đây thì cho các em xem hình ảnh minh họa của giai đoạn chạy đà. Các em quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn chạy đà. Đây là giai đoạn chạy đà của các em. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với giai đoạn dặm nhảy. Giai đoạn dặm nhảy được tính từ khi đặt chân đến ván dặm cho đến khi rời ván. Tốc độ chạy đà và dặm nhảy có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các em cần kết thúc chạy đà hợp lý sao cho chân dặm phải dặm vào ván dặm nhảy. Khi dặm nhảy, các em đặt cả bàn chân dặm vào ván dặm. Thời điểm chân dặm rời ván dặm thì chân lăn gặp lại đá mạnh từ sau ra trước, đồng thời chân dặm của các em dồn lực để bật thân mình lên cao và bắt đầu vào giai đoạn bay. Kết thúc giai đoạn này chính là tư thế bước bộ trên không. Thầy sẽ cho các em xem hình ảnh minh họa của giai đoạn dặm nhảy. Các em quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn dặm nhảy. Giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn trên không. Sau khi bay ở tư thế bước bộ, các em đưa đùi của chân lăn lên cao, duỗi ra và kéo chân dặm lên song song với chân lăn. Nâng hai đùi lên sát ngực, đồng thời hai tay đưa lên cao. Thân người của các em khi đó hình thành tư thế ngồi trên không. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa của giai đoạn trên không. Các em quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn trên không. Đây là giai đoạn trên không của các em. Và giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn tiếp đất. Ở giai đoạn này, khi các em tiếp đất, các em sẽ nâng đùi đưa đầu gối lên sát ngực và gặp thân người về trước, cẳng chân hạ xuống dưới và duỗi thẳng chân, hai tay chuyển từ trên cao ra phía trước. Khi tiếp đất thì gót chân của các em chạm cát trước và cần gặp gối để giảm chấn động. Thân trên của các em sẽ cố gặp về trước, không để ngã người về phía sau. Và các em sẽ xem hình ảnh minh họa của giai đoạn tiếp đất. Các em chú ý quan sát hình ảnh minh họa của giai đoạn tiếp đất. Đây là giai đoạn tiếp đất của các em. Và vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu xong tất cả các nội dung của tuần này, bao gồm lịch sử hình thành môn nhảy xa, luật của môn nhảy xa và kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.